Cầm nhà này, ra sau, ra sau. Bà ngồi đây. Bà ngồi đây. Hôm nay lại quý hóa quá. Cụ với lại ông bà có thời gian sang đây chơi. Chơi bởi cái gì? Tôi sang đây là có việc cả đấy. Dạ, việc gì ạ? Chẳng là thế này. Cái con nhà nhà tôi ý, thì nó lại rất là yêu quý cái thằng Minh nhà bà. Thấy bố thiên dư nhà nó lại dành cả tuổi thanh xuân để yêu cái thằng Minh nhà bà. Thế cho nên là hôm nay là vợ chồng tôi sang đây là để hỏi cưới thằng Minh cho con nhà. À, hiểu không? Với thằng Minh ạ. Nhưng mà tôi sợ thằng Minh nó không đồng ý ạ. Này, cái số tiền vay của vợ chồng tôi 100 triệu năm ngoái đấy, thì ngay ngày mai thu xếp cho vợ chồng tôi để vợ chồng tôi lấy tiền đi hỏi đám khác cho cháu nhài nhé. Dạ. Còn thằng Minh mà nó đồng ý thì vợ chồng tôi lại xí xóa cho. Xí xóa? Đặt đi đi, không đặt. Thằng này vỗ lắm thế này. Cố gắng đi. Ông cứ quyết như thế ông nhá. Quyết thế chứ còn gì nữa. Thế bao giờ ạ? Mai. Mai ạ. Dựng dạp sẵn rồi. Vừa đi qua hỏi đám nào là được là hỏi ấy luôn, chiến luôn. Chết nhá. Này. Về. Về. Bạn nó chui về đấy rồi. Về rồi ăn. Chị Na bà mới muốn nhá. Dạ vâng ạ. Từ từ tắt cái đi chết rét. Đi. Mày rửa rau, mày luộc rau, mày dựng xe, mày kiểm vé xe, bà rửa bát, bà hầm xương, bà đổ xôi, bà thì nấu canh. Mày ở đấy, mày ở đây, bà ở kia, bà ở chỗ kia. Bà ơi, nhanh nào. Mà toàn phân tí ngắt đây này, hãy nhanh lên đừng có lề mề. Alo, mày không lên chú xem luôn ngay hồ anh có vấn đề gì. Nói mày không lên vì cụ lắp ngược pin ở trong này, hãy lên hết đây anh em ta giống như gia đình thì phải chơi hết mình. Rồi chúng ta cùng lên thiên đình, hãy lên hết đây anh em ta phải lên nóc nhà. Mày chuông ngay họ nhà cái vừa đến rồi, chúng tôi kinh thừa thưa quan viên bốn bên hài hòa, mời các ông các bà nhận hướng dương rồi uống nước chè. Chúng tôi kinh thừa thưa quan viên bốn bên hài hòa, cụ xuống đi để bọn cháu làm chương trình. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, như vậy là chiếc xe hoa mang biển số hạnh phúc của gia đình họ nhà trai đã đến với sân khấu hôn chụp cưới của chúng ta rồi. Và ngày hôm nay thì đúng là những chiếc bền của đất trồng cao, chất nhà trồng bé cây trầu ở bên, đến khi trầu mọc lớn lên cao xanh ra trái ta nên vợ chồng. Và ngay bây giờ đây xin mời xuất hiện trên sân khấu sự sánh diện của cô dâu Mỹ Nhài. Để trốn rồi. Ôi trốn à? Mấy thằng dạy con bắt lại. Bắt lại đây. Quên mất anh phải lấy vợ, vì nhà anh đang nợ tiền, vậy cho nên anh phải hiến thân. Anh buồn lắm nụ ơi biết không, số phận anh giống như thủy kiều, anh phải hiến đời dài của anh cho một người mà mình không yêu. Những kỷ niệm ngày xưa hạnh phúc em sẽ chôn thật sâu trong tim, em không đẹp được như ai kia, thôi anh về kêu người ta mong. Dẫu bây giờ
mà ai có chết, anh cũng không về bên cô ta. Đã sâu lại còn bị dơ hơi, không biết cuộc đời rồi về đâu. Thấy tương lai mịt mờ, anh hãy về đường tìm em nữa. Chắc bây giờ cả họ đang mong ước mơ cùng học trường. Anh cắn lưỡi, có thương anh thì cho anh theo lên Hà Nội và học cùng em, cố kiếm tiền trả nợ cho U. Quyết không lấy vợ giàu. Cao đẳng FPT tuyển sinh theo hình thức xét tuyển, điều kiện tốt nghiệp trung học phổ thông. FPT Polytechnic, học nghề tốt, hốt việc làm. Xin chào tất cả mọi người, đây là kênh YouTube chính thức của Trung Ruồi. Mọi người hãy subscribe kênh YouTube này để ủng hộ cho mình và chờ đón series hài sắp tới A Lử Lên Tỉnh sẽ được lên sóng vào tháng 5 và tháng 6 dương lịch sắp tới. Nút subscribe đây này, ấn vào đấy, thế thôi.